Chào cả nhà vui khỏe không ạ? Hôm nay mình sẽ đọc tiếp cho cả nhà nghe cái phần tiếp theo của cuốn Thiền tập cho người bận rộn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mời cả nhà uống sữa hạt. Bây giờ mình sẽ đọc nhé, phần tiếp theo. Chải răng. Đây là một thử thách cho bạn. Bạn có tới 2 phút để chải răng. Làm sao để bạn có hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi ấy? Đừng hấp tấp, đừng cố chải răng cho mau xong mà hãy đem hết tâm ý đặt vào đó. Bạn có thì giờ để chải răng mà. Bạn có bàn chải, có kem và có răng để chải. Tôi đã trên 80 tuổi, vậy mà mỗi khi chải răng tôi đều có hạnh phúc. Tôi thấy đến tuổi này mà còn có mấy mươi chiếc răng để chải răng cũng là mầu nhiệm lắm rồi. Đây là sự thách thức. Làm thế nào để bạn có được thảnh thơi và hạnh phúc trong thời gian từ 1 phút đến 2 phút chải răng? Làm được như thế là có thiền, là thành công rồi đấy. Đây là một bài kệ bạn có thể dùng trong khi chải răng. Chải răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Những bài thi kệ giúp ta đưa ý thức trở về với những giây phút hiện tại. Ta đừng bị kẹt vào những bài thi kệ. Nếu ta có niệm, có định, nếu ta an trú được trong hiện tại thì ta cũng chẳng cần đến những bài thi kệ ấy đâu. Mình hẹn các bạn ngày mai. Mình sẽ đọc phần tiếp theo của cuốn sách Thiền tập cho người bận rộn của sư ông Làng Mai. Chúc cả nhà mình một ngày vui khỏe và luôn biết rằng mình đang thở, luôn sống trong chánh niệm.